là cấp chỉ huy nhất là ở đơn vị tác chiến chắc chắn có người thương và không thương. Ai đó nói anh là người ồn ào nóng nảy, nhưng có sống lâu và gần mới thấy là ồn ào khi vui chơi nhưng thật bình tĩnh và sáng suốt khi hữu sự. Nếu một cấp chỉ huy nào đạt được 75% đàn em kính nể là đã thành công. Tôi không sợ lầm mà khẳng định rằng ở thủy quân lục chiến anh Nguyễn Xuân Phúc đã đạt được điều đó. Khả năng tác chiến thì sinh viên sĩ quan võ bị nào cũng giống nhau. Nhưng nói về tình chiến hữu và tinh thần chiến đấu của anh, tôi xin trích ở tuyển tập một thủy quân lục chiến. Lời một tiểu đoàn trưởng xuất thân võ khoa nói về một tiểu đoàn trưởng xuất thân võ bị trong trận Hạ Lào như sau. Trận chiến quá khốc liệt, bộ binh và chiến xa địch đã tràn ngập vị trí lữ đoàn. Tôi nghe Phúc dùng tiếng Mỹ yêu cầu đánh bom thẳng vào vị trí ông ta, lặp đi lặp lại 2-3 lần. Bỗng ông ta thét thật lớn vào máy. I am Crazy Buffalo Battalion Commander. 1-2 phút sau, tiếng Phúc có vẻ gấp và lớn hơn, vừa Việt vừa Mỹ. Đu mẹ, I am Ground Commander, go ahead, do it please. Rồi sau đó tất cả im lặng vô tuyến. Phúc, anh đã làm được tất cả những gì mà ít ai làm được trong tình hình và hoàn cảnh bi đát như vậy. Nhân danh là một người bạn cho tôi được nghiêng mình phục anh. Một tiểu đoàn trưởng thuộc môn phái khác lại cao tụng về anh như thế thì tôi còn gì để viết về anh nữa. Không cần điểm phấn tô hồng, chỉ cái thường tình của anh cũng làm tôi muốn nhắc đến mãi. Không chỉ riêng tôi mà những con ngựa chứng cứng đầu như Quốc Chính, Kim Thân, Quang Duật cũng phải khuất phục trước tấm gương khẳng khái và đại lượng của anh. Các đại ca 16 nên hỏi Trần Vệ để có free tuyển tập 1 này mà hãnh diện có người bạn đồng khóa đắm đắm như thế nào. Chỉ cần đọc một bài trô bẹt lửa cũng đáng đồng tiền bát gạo. Anh Hai Phúc Yên, anh không là cấp chỉ huy của em mà là cấp lãnh đạo, một trong những niên trưởng em kính trọng nhất, mãi mãi nhớ đến anh. Hẹn gặp anh vào năm 2040, còn bây giờ thì có đôi điều về thằng học trò của anh. Con nhà trâu chẳng giống trâu cũng giống dép. Anh Phúc là người dẫn dắt nó từ lúc là lính mới tò te từ trung đội trưởng lên đến tiểu đoàn trưởng, ở một đơn vị duy nhất là tiểu đoàn 2 thủy quân lục chiến và hầu hết ở dưới quyền anh, nên nói Trần Văn Hợp là cái bóng của anh cũng không sai, nhất là phong cách chỉ huy và tính liêm khiết, nhưng cá tính thì khác, lúc nào nó cũng lừ lừ như sư mất mỏ, ông bỏ mất chuông. Nhớ lại lúc nó đón tôi tại quân trấn Đà Nẵng, không cho ngồi chung cabin GMC, đã là muốn đấm rồi. Nhưng hoàn cảnh đưa đẩy hai thằng cùng đơn vị cùng trại gia binh, đi tù cùng ngày nằm cùng chiếu uống chung một lon nước vo gạo cho tới khi ra bắt và suýt chút nữa nó và tôi lại là thông gia trên đất tạm dung. Nên có quá nhiều kỷ niệm vui buồn khó quên. Nếu Phúc Hô là trụ cột của khóa 16 thì Hợp Lát là đầu đàn của khóa 19 thủy quân lục chiến. Nó thăng cấp trung úy và lên làm tiểu đoàn trưởng trước nhất. Đánh giặc thì cũng cá mè một lứa như nhau, nhưng cái may của nó là đánh đấm từ ngày đầu ra trường tới cuối đời binh nghiệp, từ đầu cầu Bến Hải tới cuối mũi Cà Mau, với 7 ngôi sao đỏ mà không khi nào nằm bệnh viện quá 1 tháng, trong khi 28-30 thằng cùng khóa thì đôi què mẻ sắt, có kẻ mất cả hòn bi, bị nghỉ chơi, hết cả láng như kháng hồng thừa trọng vân vân. Vậy mà con trâu đầu đàn lại chết đuối trong vũng bùn. Nó chết trong trại tù Hoàng Liên Sơn vì ngộ độc, vì đói. Nên tin hay không tin vào số mạng, khi còn là đương thời, thằng em chí tình Trần Quang Duật khóa 21 dẫn nó đi thăm cụ Diễn, cụ phán cho một câu, số cậu sẽ chết đói ngoài biên giới. Hai thằng mê tín dị đoan này kể lại tôi cũng phán. Mẹ kiếp, thủy quân lục chiến chết vì súng đạn chứ làm sao chết đói được. Kẹt tiếp tế vài ngày là cùng, vậy là mày an tâm cứ việc ủi. Phan Văn Thành khóa 19 đã nói về Trần Văn Hợp trong tác phẩm kỷ niệm của anh. Tôi và Hợp bị giam chung ở liên trại Kiên Thành trong rừng núi Hoàng Liên Sơn. Thỉnh thoảng gặp nhau chỉ thì thầm trao đổi một vài tin tức lặt vặt. Khi chia tay Hợp thường nhắn tráng tồn tại nghe mày. Tôi gật đầu đưa tay từ biệt. Hết trích. Khi chuyển tù ra Bắc vào năm 76, tôi đi chuyến đầu cùng với Huỳnh Văn Phú, còn Hợp đi sau nên xa nhau từ đó. Trong đêm chia tay, nó nhắc cho tôi 2 cục đường móng trâu và cũng dặn cẩn thận.
Những lúc khốn nạn trần trùng như nhau trong tù mà nó vẫn còn lưu ý đến anh em, khi mũ cao áo dài thì sao? Có trùm sò lắm không? Nhà văn Kim Giặc Lái C-130 Vinh Đèo Đào Quang Vinh đã viết trong một tác phẩm lừng danh của anh như sau. Gặp họp trong lần chuyển quân, tôi kéo hắn vào phòng lái ngồi. Khi đổ quân xong tìm gối xôi để lót dạ thì mất tiêu. Lục lọi cả mấy chục cái túi của bộ áo liền quần chỉ thấy mớ tiền lẻ, gom lại chừng độ 1/8 tháng lương thôi. Nhớ sáng nay trước khi đi bay không đủ tiền mua ổ bánh mì thịt, thủ phạm đích thị là hắn. Xin lỗi tác giả và những người hùng không quân, tôi không trích được nguyên văn, nhớ để ý như vậy chứ không dám nói các anh ít tiền nhiều đào. Thằng Học mới là người nghèo nhất trong các tiểu đoàn trưởng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Mỗi khi nghĩ đến Trần Văn Hợp là tôi cứ ngồi thừ ra, không viết được câu nào cho mạch lạc. Mới đây Trần Vệ và Kiều Công Cử khóa 22 ra một tập truyện về những người lính thủy quân lục chiến đã nằm xuống. Có yêu cầu tôi viết về Hợp nhưng tôi làm không được mặc dù rất mong muốn. Hôm nay kể cho các niên trưởng và niên đệ nghe mà tôi vẫn bị nó quấy rầy nên câu nọ sọ câu kia xin quý anh thứ lỗi. Hợp à, hôm nay là ngày giỗ mẹ tao. Tao dân cụ nén nhang, cho mày hưởng ké một nén rồi đi chỗ khác chơi cho tao viết. Thằng Hải nó suối tao viết về mày, nếu không bằng lòng thì kiếm nó mà. Còn để tao nói cho anh em biết những cái dở hơi của mày. Lúc sanh thời mày chẳng ham hố gì thì khi đã thác nào có nghĩa chi. Nhưng Thủy Tiên, Thu Trang và Quốc Anh phải biết về bố chúng. Khi còn làm tiểu đoàn trưởng có ăn đồ của vợ con lính không? Nâng bi hay bóp bi? Khi tao đến dự đám cưới của Quốc Anh ở Houston, hôm trở lại Cali, vợ chồng cháu chở tao ra phi trường. Dọc đường Quốc Anh xin tao kể về mày, chắc hẳn cháu muốn khoe với vợ nó về ông bố chồng đáng kính. Tội nghiệp lũ nhỏ, ngày trình diện xin đi ở tù, họp bế cháu Quốc Anh, tôi ẩm Quốc Việt. Hai thằng bố xoa đầu, hai thằng con chưa đầy một tuổi, hẹn tháng sau sẽ về, nhưng rồi nó đi luôn. Ngày tôi ra trại tù nhỏ thấy Quốc Anh cùng hai chị, phụ mẹ bán chuối chiên khoai lang trong trại gia binh Cửu Long. Có bà lớn mỉa mai, ý, chị Hợp chỉ khéo giả vợ, và chị ấy giả vờ ở vậy bán chuối nuôi con ăn học cho tới nay. Còn bà lớn đem con bỏ chợ, đem của nợ đi buôn khiến ông lớn buồn. Trong thời gian thủy quân lục chiến ôm cứng mấy cái đồi trọc Cô Rô, Cô Róc, thung lũng khô, động Ông Đô, động Bà Thành ngoài Quảng Trị, thỉnh thoảng các đơn vị trưởng tổ chức nhảy cò cho đỡ tăng kể, nhưng nó thì chỉ đi nhảy chùa không tổ chức gì cả, đúng là thằng dở hơi, khiến nhiều sếp không ưa gọi nó là thằng họp chùa. Trưởng phòng thủy quân lục chiến sư đoàn Huỳnh Văn Phú kể rằng, trong một buổi họp tham mưu kiểm điểm các đơn vị trưởng sếp lớn có nhận xét, ghét nó thì ghét nhưng không ai có thể khinh thằng họp được. Gia tài để lại cho con chỉ có thế thôi. Quả thật nó đáng ghét thật, ít ra là đối với riêng tôi, không những cư xử tệ với nhau lúc ban đầu, sau này nó còn chửi tôi ngu hai lần. Bạn nào đã đi hành quân vùng xã Xuân Trường, Tam Quang, Bình Định vào những năm 66-67 thì biết du kích vùng này nó như ma, như đĩa đói. Ban ngày lục soát không tìm ra dấu vết, nhưng vừa chập tối là bò ra bám sát, alo kêu gọi lính Thiệu Kỳ đầu hàng. Đại đội trưởng Hợp thì cứ tỉnh bơ đánh tứ sắc, thằng phó là tôi thì bực vì cái giọng điệu chiêu hồi hấp dẫn của chị nữ du kích đội này. Nên một tối tôi lập mưu, thịt được chị và hai anh thu một mã tấu một lo. Sáng hôm sau ngồi uống cà phê nó chửi cho tôi vừa đủ nghe. Mày ngu bỏ mẹ du kích vùng này có cả hàng ngàn, không phải việc của mày. Cuối năm 73, chán ông sếp như cơm nếp nát, không dám nói như đàn bà. Loan Mắt Nhung khóa 20 phải khóc vì ông. Thằng em này hiền quá nhưng tôi thì bực nên bỏ nhiệm sở bộ tư lệnh ở Hương Điền, lên bộ chỉ huy tiểu đoàn 2 ở bờ biển Mỹ Thủy, tu chùa phá mồi. Gặp anh Phước ở đó tôi nhờ anh can thiệp cho tôi ra tiểu đoàn 2 với nó. Anh cười rồi chưa nói gì thì nó đã lên tiếng. Đồ ngu, trễ rồi em, tiểu đoàn phó của tao bây giờ là Nguyễn Văn Sử khóa 20, cao bồi cũng dư rồi. Quái lạ, vốn là người ăn nói từ tốn với mọi người, nhưng sau nó cứ ưa kê tụ đứng vào họng mỗi khi tôi mở miệng. Thực ra nó chẳng hiền lành gì đâu, chỉ áp dụng triệt để nguyên tắc đi với ma mặc áo giấy. Mấy ông em khóa 21 thường nói đùa. Rắn hổ mang mà lại dạ dột, mẫu chân anh họp thì rắn chỉ từ chết tới bị thương.
Ngày đầu tiên về trình diện tiểu đoàn 2 gặp nó trong cay đắng thì những giây phút cuối cùng đời lính tôi cũng gặp nó trong đắng cay. Sáng ngày 30 tháng 4 năm 75, toàn bộ lực lượng chiến đấu của sư đoàn thủy quân lục chiến trút về căn cứ sóng thần. Sau khi nghe Viết Minh tuyên bố đầu hàng, đại tá tư lệnh phó vị chỉ huy tối cao họp các đơn vị trưởng tại bộ căn cứ cho lệnh xả trại. Vì sếp không có mặt nên tư lệnh phó bảo tôi ở lại bàn giao cho phía anh em theo lệnh của Tông Tông. Thấy tôi là mèo được làm cái việc của sếp, nó đến bắt tay chúc mừng tôi được lên tới chức chỉ huy trưởng căn cứ vào giờ thứ 25 sau khi làm phó cho 4 đời chỉ huy trưởng. Nghĩ cũng tức cười. Sau khi tâm sự với anh em tiểu đoàn 2 những lời cuối cùng bằng nước mắt, nó lại cười cười ngoắc tôi đi theo uống cà phê. Ngu gì ở lại để làm trò bú dù, tôi chạy theo nó ra khỏi căn cứ. Vừa tới xa lầu đại hàng thì nhiều tiếng cắt bù, chẳng biết là thù hay của bạn nhắm vào xe chúng tôi. Bỏ xe lủi vào mấy xóm đạo lần mò về tới Tâm Hà, vào nhà chị ẩm, chị ruột của họp xin đầu Si Vinh, nhưng không tìm đâu ra, chị ẩm bèn cho cái quần đen và nó cứ mặc như vậy đi bộ từ Thủ Đức về Thị Nghè. Diễu ơi là Diễu, trong hoàn cảnh nào nó cũng tỉnh bơ, nhưng có một lần chàng bị nhột gần nhảy nhổm. Chúng tôi rủ nhau vào tù cùng lúc cùng nơi, thời gian đầu ở Long Giao và Suối Máu, chung một đội có các anh Hoàng, Cưu, Phú, Cấp, Hộp, Dược, Niệm Sơn. Trong giờ lên lớp học bài ngụy quân ngụy quyền, giáo viên nhấn mạnh những thành phần ác ôn gọi là cọc đầu rằng trâu điên dân dân cần phải trừng trị thích đáng. Ngồi bên cạnh tôi thấy trâu đầu đàn Trần Văn Học bối rối, không ngờ tôi cũng biết phía dưới nó ước. Thành Râu viết trong đặc san Nguyễn Trãi 2003 thế này: hôm sau nghe tin Hộp bị ngộ độc khá nặng, được đưa lên bệnh xá và đã ra đi vì cũng ăn những hột như bọn tôi. Có một bạn tù kể cho tôi nghe, khi anh ta đi lãnh thực phẩm thấy Hộp bị ngộ độc nằm gục bên đường. Tên vệ binh thấy thế hỏi chuyện gì vậy, nhưng tên đội trưởng tù đã nói với tên vệ binh là không sao đâu, anh ấy chỉ say thuốc lào. Thế rồi mạnh ai nấy đi, không ai giúp anh Hộp về bệnh xá kịp thời cấp cứu. Mọi sự ra đi của các anh đều đáng được tô thêm nét hào hùng và bi ai cho bài ca truy điệu ngân vang trên vũ đình trường. Chuyện có thật sự như vậy không? Có rất nhiều khóa 19 cùng trại. Ai đã mắt thấy tai nghe xin làm ơn cho biết chi tiết. Tại sao nhiều người ăn mà chỉ có một hộp ra đi? Tại nó là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 Trâu Điên. Thằng đội trưởng đó tên gì vậy Thình Râu? Loại cẩu sinh ruồi nhặng này chắc cũng đang gâu gâu vo ve đâu đây. Nếu như anh Phúc là cấp lãnh đạo thì Hợp là cấp chỉ huy giỏi không khéo. Cả hai xứng đáng là bậc thầy của tôi. Không phải họ đã chết mà tôi ca tụng. Có rất nhiều bạn bè anh em cũng nghĩ như tôi nhưng họ kín đáo hơn, không nói ra. Nói phép với người còn sống thì quá dễ. Trước mặt là cái computer vô tri giác, mụ vợ ác thì đi shopping tha hồ nói bậy vẻ bạ. Chả ai đào mồ cuốc mã, nhưng với người đã khuất thì coi chừng. Câu chuyện thường ngày của ba chàng Ngữ Lâm có thể viết vài chục trang giấy, nhân đất của đa hiệu có giới hạn nên tôi chỉ đề cập những gì có hơi hám tình anh em vỗ bị mà thôi. Chuyện đánh đấm bỏ đi, vậy mà cũng hơi dài rồi đấy ông chủ bút nhảy, cho tôi kể nốt cái thằng về chàng Út Ngữ Lâm Nguyễn Khuất Chính. Buồn mà chi anh lúc non sông cần thái bình, đang rầu thúi ruột vì bị ông anh và thằng bạn hất hủi. Chính đến bên võng tôi nằm xin điếu thuốc và giới thiệu làm quen. Em tên Chính, khóa 20, trung đội 41. Thế là hai chúng tôi bắt chuyện mau chóng. Đây là điểm đặc biệt của các cựu sinh viên trường võ bị mà nhiều người ca tụng. Vừa nghe ca lớn ca nhỏ là thân thiện bắt chuyện ngay. Chính hỏi tôi chuyện Lê Đình Quỳ, bạn cùng khóa bên tiểu đoàn 5, nhắc chuyện cổ tích 8 tuần lễ sơ khởi vì tôi huấn luyện và phạt hắn, rồi Chính an ủi. Có lẽ anh sẽ coi trung đội 43, buồn mà chi anh, xuống bà phá má chơi đi. Nhờ Nguyễn Quốc Chính mà tôi sinh hoạt chung với nhóm Ngữ Lâm này tự nhiên hơn và cũng lây cái bệnh phá phách. Hình như khóa 20 và 21 được huấn luyện trong giai đoạn chiến tranh bốc lửa nên họ rất giỏi, giỏi mọi phương diện kể cả chọc quê. Trong đại đội có 4 anh em, chính là em Út nhưng thường chọc quê đàn anh. Hắn chê anh Phúc khiêu vũ theo lối tay nhảy đầm, khen Hộp chơi đàn guitar hay như đánh đàn tỳ bà, đứt dây nào bỏ dây đó. Tôi thì còn bị hắn phá khốn đốn hơn vì hai cô em gái Tô ca hát và Tô hát. Khi Hộp và Chính
đến kéo tôi đi ba thăm mấy mụ già, lòng buồn còn muốn nói năng chi, không đi nhưng nhờ hắn gửi lá thư cho hai cô em, lật qua lật lại đọc lớn lên người nhận rồi chính hỏi tôi. Ai đây, Tô ca hát hay Tố ca hát có dấu sắc? Ê, em gái tao họ Tô đàng hoàng. Tôi đi cha nội, nói thật đi, nếu không tôi và anh Hợp hãy đợi các em cho coi. Đành phải khai thật hai cô là Tố ca hát và Tố hát, chứ không phải họ hàng gì với nhà Tô nhà chén cả. Tôi quen khi còn ở tiểu đoàn 5, ai ngờ hai cô cũng là em gái hậu vương của hai thằng kỹ gió này từ lâu. Thôi thì của hắn trả lại hắn. Chuyện tình hai bà, ba ông, những tưởng đã thông nào ngờ còn trắc rối khi tiểu đoàn về nghỉ ở hậu cứ Thủ Đức. Đầu ngày hai ả Tố lên chơi, dĩ nhiên tôi bị loại đứng ngoài nuốt nước bọt. Cuối ngày hai chị Nguyệt và Lựu người yêu có bảo hiểm của họp và chính chở nhau lên thăm hôn phu. Thế là hai ả Tố bỏ của chạy lấy người di tản chiến thuật sang phòng tôi tị nạn. Không khổ thay kẻ ăn ốc người đổ vỏ, nhưng vì hạnh phúc của nhân dân hy sinh liều mình cứu bạn. Vuốt mặt ngủ chung hai em nằm trên tôi nằm dưới sàn. Quyết không tráng men tráng móc gì cả, hôm sau trả đầu lại cho chúng khi hai chị Nguyệt Lộ về Sài Gòn đi làm. Màn hài hước này cứ tái diễn mỗi khi tiểu đoàn về hậu cứ. Hai chị Nguyệt Lộ và cô Lan, người yêu của anh Phúc, đều ở bên quận 4 Khánh Hội. Nhà chính cách nhà Lộ cái dậu mồng tơi. Cuối tuần họ về nhà nhau, tôi quá giang về thăm cô hàng cà phê cơm tấm trên đường Trần Quang Khải. Họp đậu xe trước cửa và bóp còi. Chính ngồi ngoài không cho tôi xuống. Em Dung xinh xắn chạy ra. Họp nhấn ga giọt. Em giận tôi, họa vô đơn chí. Mấy bữa sau, một anh trung sĩ thủy quân lục chiến chạy Honda tông ông già em chết ngắt. Tôi phúng điếu vòng hoa. Bà già cấm cửa, miễn cưỡng chia tay nhau từ đấy. Xin lỗi ngang Dung. Không phải tại anh mà cũng không phải tại em, tại thằng cha chạy xe Honda nên mới xa. Hậu phương, anh em tôi phá nhau như thế đấy, nhưng ngoài kia súng nổ thì hỗ trợ cho nhau rất nhiều lần anh Phúc không cần ra lệnh, mà tự chúng tôi phối hợp hàng ngang, mày dừng lại đi để tao lên cho. Những lúc đó thật tâm chẳng nghĩ đến binh chủng hay tổ quốc mà chỉ có anh em, xin kể cho khóa 20 nghe trường hợp Nguyễn Kiêu chính. Em còn mới để cho tôi. Phải công nhận nó giỏi và biết điều. Cho đến bây giờ năm 2004, Trần Văn Thuật khóa 19 còn nói với tôi như thế về chính. Không giỏi sao được khi đã mang lon trung úy lâu rồi mà vẫn phải làm đại đội phó cho Trần Văn Hợp, cho Thuật rồi cho cấp. Không có đàn anh nào tử trận để cho nó lên. Thủy quân lục chiến đất chật người đông chán thế đấy. Chính mà làm đại đội phó cho anh nào là anh ấy khỏe, nhưng nếu ông anh nào cà chua thì cũng mệt với hắn. Chiều 30 tháng 12 năm 1967, sau khi trải quân phòng thủ xong, chính về nằm bên tôi, hai vọng mắt song song, hai ly cà phê sữa, những điếu truby quyên thay nhau cháy. Tôi cho chính biết kế hoạch trực thăng vận ngày mai 31 tháng 12 năm 67, rồi câu chuyện xoay quanh các em, người yêu, không quan tâm ngày mai sẽ ra sao, nặng hay nhẹ. Nhầm quá rồi, các em là số 1, việc cộng là số 2, bỗng chính xuống giọng. Anh Cấp à, đi kỳ này em thấy làm sao ấy? Cụ họ vừa hỏi vợ đã lạnh cẳng. Chính và Lũ hớ hôn từ lâu, nhưng mới làm đám hỏi trước khi đi hành quân. Tuy mắng ác thằng em nhưng trong bụng tôi cũng phân vân. Kinh nghiệm cho biết có những tai nạn không thể giải thích được trên đường hành quân. Không tin nhưng nó vẫn cứ xảy ra. Tôi nghĩ có lẽ phải thay đổi đội hình khi đổ bộ trực thăng sáng hôm sau. Đại đội phó Nguyễn Quốc Chính luôn luôn đi kèm em mới Huỳnh Vinh Quang, trung đội trưởng trung đội 14. Quan khóa 22 vừa mới ra trường, tôn trọng nghị quyết của khóa 22. Tôi không dám nghi quan là A hay B, Dương Công Phó, người bệnh mà không hoạn. Khóa 22 nói rằng ABC thì cũng dắt dê đi thả, có thả dê thì mới có sữa bú. Sáng 31 tháng 12 năm 67, đại đội 1 tôi được bốc cùng một lúc đổ bộ xuống mục tiêu Kinh Cái Thia, quận Cai Lậy. Tôi đã dặn chính hôm nay đi với tôi, để quan tự do khi kéo nhau ra bãi bốc thì không thấy chính. Nó đã cãi lệnh để tiếp tục kìm kẹp khóa đàn em.
Cử chỉ hào phóng này không thiếu trong gia đình họ Võ, nhưng không phải đàn anh nào cũng nhiệt tình như Chính rồi nhận lãnh kết quả đau thương. Trong bài trận đánh đêm hâu chiến năm 1968 của Trung tá Chiến đoàn trưởng Chiến đoàn B Thủy quân lục chiến Tôn Thất Soạn, anh ruột Tôn Thất Trân, ông viết: Đại đội 1 đổ xuống đầu tiên trên cánh đồng ngập nước gần bờ rạch Muông. Địch quân bố trí theo bờ rạch phản ứng mạnh, đang lội bì bõm trên cánh đồng ngập nước ngang đầu gối. Thiếu úy Huỳnh Vinh Quang, khóa 22 võ bị Đà Lạt điều động trung đội 14 tiến vào trận trăm bầu trước mặt, thì trung úy Nguyễn Quốc Chính khóa 20 Đà Lạt đại đội phó đại đội 1 đã bị một loạt thượng liên của địch bắn từ bờ kinh gây tử thương tức thì. Tôi không muốn nhắc đến trận đánh này, nó kéo dài cả ngày suốt đêm cho tới hôm sau, vì là đêm hâu chiến nên không có hỏa lực yểm trợ. Hai võ bị khác cũng bị trọng thương nát chân tay là hai anh em ruột thiếu úy Trần Văn Thể và Trần Văn Lệ khóa 22. Tôi cũng không muốn kể lại nỗi kinh hoàng khi quan báo anh Chính chết rồi. Tôi không nói ra tiếng, im lặng vô tuyến rất lâu với tiểu đoàn trưởng. Sau 36 năm khi viết những dòng này, cổ họng tôi vẫn bị bóp nghẹn, mắt mờ đi. Đây là sĩ quan duy nhất tử trận trong đời binh nghiệp của tôi, mà lại là một trong những đàn em mãi mãi tôi quý mến và nhớ thương. Chính phất tay ra lệnh xung phong ra sao, chính bị bắn, ai vuốt mắt anh, lấy xác anh, tất cả chi tiết oai hùng và bi thương này, tôi dành cho Huỳnh Vinh Quang, người có bộ nhớ siêu việt ở bên cạnh và là học trò của Chính kể lại thì rõ ràng hơn. Chuyện tình đẹp và kết thúc đau thương của Chính Lựu đã được nhà văn họ Huỳnh viết thành truyện. Riêng tôi vẫn lấn cấn về câu nói của Chính chiều hôm trước là sinh viên sĩ quan trường võ bị, binh nghiệp là chính, lính đánh giặc thì chuyện sáng sống chiều chết không có gì ngạc nhiên, điều gì khiến cho Chính ưu tư, người yêu, tình yêu và súng đạn. Lời đoán của cụ diễn về số phận họp theo lời ruột kể đã xảy ra tương tự, còn Chính thì sao? Nốt ruồi thương phu trích lệ của vị hôn thê có ảnh hưởng gì tới sự hy sinh của Chính không? Ai giải thích được? Tin hay không tùy quan niệm sống. Nhưng có một điều chắc chắn, nếu anh là sếp của một đơn vị tác chiến, dù to dù nhỏ, trước khi xuất quân mà cột cờ nghiêng dây cờ đứt xe lật con kỳ đà đàn bà cản đường, tuy ngoài mặt cố làm vẻ bình thường nhưng trong bụng cũng rung lắm. Ba người thân trong số bốn anh em ruột thịt của chúng tôi ở đại đội 4 tiểu đoàn 2 thủy quân lục chiến đã ra đi, hy sinh vì tổ quốc ở độ tuổi trên dưới 30. Ba người ba nơi Bắc Trung Nam, mỗi người đi một kiểu, không biết phần mộ ở đâu. Chưa một lần thắp nhang lại tạ trước di ảnh của anh Hai Phúc, khi còn ở quê nhà, Trần Quang Duật và tôi đều đến tham dự ngày giỗ của họ, đốt nhang đứng chào trước khung hình, nhưng nắm xương tàn còn ở xó nào đó trên miền rừng núi Bắc Việt. Mới đây chị ấy đã lo đem được về Nam, còn chú Út vì bận hành quân không có mặt trong ngày tiễn em. Sau hành quân tôi về thăm Chính trong căn nhà tôn ở hẻm Đậu Thành Nhân Khánh Hội. Thằng em cười tươi trên bàn thờ vì được truy thân đại quý và truy tặng bảo quốc, nhưng mẹ già khóc sướt mướt vì mất con. Tôi không dám đến nữa. Còn chị Lựu, mỗi lần gặp lại chị là chị nhắc đến Chính, dù đã hơn 20-30 năm. Những kỷ niệm sống và chiến đấu với các anh đã lâu quá rồi, nhớ không hết, viết không trọn chi tiết, nhưng những nét chính thì không sai. Võ bị thủy quân lục chiến còn rất đông trên đất tạm dung này, tùy tình cảm mỗi người dành cho họ, dù thương hay không thương cũng không thể nói khác. Tôi không ngại bị mắng là nói sai, mà ngại bị chê là nói còn thiếu sót quá nhiều về tình lính tính người của các cựu sinh viên sĩ quan Nguyễn Xuân Phúc, Trần Văn Học, Nguyễn Quốc Chính. Thôi nhá, không còn cùng các anh em chiếm mục tiêu ABC, không còn cùng tham dự những cuộc vui đầu, đội nón sắt chân đi giày xô vân vân. Các anh bình an, chống vĩnh hằng, tôi vẫn còn tham sân si, đang bận hành quân tiến chiếm mục tiêu cuối cùng của một mình. Nhưng mãi mãi nhớ đến các anh, luôn luôn kính trọng các anh, những cựu sinh viên sĩ quan trường võ bị sống đầy tình huynh đệ, những thủy quân lục chiến sống, chiến đấu và hy sinh đúng vai trò người lính. Còn có quá nhiều các cựu sinh viên sĩ quan trường võ bị quốc gia Việt Nam đã anh dũng hy sinh bảo vệ quê hương trên khắp chiến trường,
Tuấn tiếc khi sa vào tay giặc bị bức tử trong lao tù cộng sản chưa được bạn bè nhắc đến như những tấm gương sáng cho thế hệ sau. Nếu đa hiệu không là bức tường đá đen, không là sử sanh, thì chính chúng ta tự quên mình chứ không phải là con cháu chúng ta. Đa hiệu không thiếu đất, vậy thế không các ông chủ nhiệm, chủ bút hiện tại và tương lai? Cali 29 tháng 3 2004, đúng 29 năm sau lần cuối cùng gặp anh Phúc bên bờ biển non nước, Châu Điên, Tô Văn Cấp. Xin cảm ơn các bạn.